Năm 2016, Cha Con Hợp Sức xuất hiện với phiên bản dành cho nghệ sĩ và được rất nhiều khán giả yêu thích chào đón. Mở đầu là những hành trình đặc biệt, phiên bản dành cho mẹ và con, vì đôi khi mẹ cũng sẽ mạnh mẽ hay cha chăm sóc cho con khi cần thiết. Mẹ cũng sẽ cần hiểu các bé yêu của mình nghĩ gì, thật sự đã khôn lớn như thế nào. Tiếp theo đó là các ông bố phong độ, tài năng mà đảm đang không kém gì các mẹ. Tham gia chương trình, không chỉ con mà cả cha đều có rất nhiều bài học, kỷ niệm đáng nhớ. Những gương mặt của năm 2016, họ là ai? Thụy Vũ, chàng ca sĩ nổi danh của nhóm nhạc ACNM, nay đã là ông bố của ba cậu bé thông minh và đáng yêu. Tham gia hành trình cùng con trai cả là bé Vĩnh Phúc 10 tuổi. Trong chuyến đi xa nhà đầu tiên cùng với gia đình ca sĩ Vân Quang Long, chàng ca sĩ điển trai của nhóm nhạc 1088 trong những năm 90, nay đã là cha của cô bé Jackie đáng yêu xinh xắn. Chuyến hành trình tại Đồng Nai lại là sự góp mặt của gia đình ca sĩ Huy Luân cùng con trai Suri 4 tuổi, đối thủ chính là diễn viên Bùi Công Danh cùng bé Heo 3 tuổi rưỡi. Hai cậu bé đáng yêu, ngộ nghĩnh đã khiến rất nhiều khán giả phải siêu lòng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phòng nổi tiếng với cách dạy con khoa học và nghiêm khắc, nhưng lại không ít lần phải mềm lòng và bất ngờ trước con trai Si Chung thông minh, lanh lợi 4 tuổi của mình. Đây cũng là một chuyến đi đầy ắp những cảm xúc của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm cùng con trai Bùn, chỉ mới 4 tuổi mà sâu sắc yêu thương cha vô cùng. Nhạc sĩ Khánh Đơn cùng đồng nghiệp thân thiết ca sĩ Khánh Trung trong chuyến hành trình tại Long Hải, Vũng Tàu. Đây không chỉ là câu chuyện tình bạn của hai ông bố, mà còn là tình bạn của hai bạn nhỏ Đông Đông và Yu Hi. Khi Đông Đông còn chậm nói, còn khó khăn trong giao tiếp, thì không sao, đã có Yu Hi lo hết. Ca sĩ Lâm Hùng và ca sĩ Trương Đan Huy, thần tượng một thời của thế hệ bạn trẻ 8X và 9X đời đầu, đã quay trở lại sóng truyền hình cùng con gái và con trai của mình. Chani 7 tuổi, nữ tính dịu dàng và rất chiều ba. Cóc 7 tuổi, thóm hình, thông minh nhưng hơi cà lăm một chút. Đây lại là một kỷ niệm không thể quên mà hai bà sẽ lưu giữ mãi cho đến khi con trưởng thành. Kỷ lục gia Nguyễn Minh Khôi cùng con trai bé Win 3 tuổi, tuy còn nhỏ và hơi nhõng nhẽo ba, nhưng Win đã giúp ba được rất nhiều điều trong chuyến đi này. Đối thủ cùng thi đấu là võ sư Trần Trung Sơn, bề ngoài gai góc mạnh mẽ vậy mà khi đối với con trai mình là bé Bảo Bảo, anh lại là một ông bố tình cảm, nhẹ nhàng và tâm lý vô cùng. Một năm trôi qua, khi tham gia chương trình Cha Con Hợp Sức, mỗi cha lại có một cảm xúc riêng. Hãy cùng lắng nghe họ chia sẻ. Cái điều mà Danh cảm thấy hạnh phúc nhất mà khi tham gia chương trình Cha Con Hợp Sức là tình cảm cha con Danh được gắn kết nhiều hơn, được hiểu hơn và Danh cảm thấy yêu con mình nhiều hơn, yêu hơn cả bản thân của mình. Qua một đêm ngủ với nhau riêng ở một cái nơi xa thì cảm thấy mình cũng hiểu được cái tính khí của bé nhiều hơn và mình sẽ biết kiềm chế và biết điều chỉnh cái cách cư xử của mình đối với bé cho bé được tốt nhất. Chương trình rất là vui, rất là bổ ích, rất là nhiều cái trải nghiệm hay trong cuộc sống mà đôi khi mình không có gặp hoặc là có gặp phải nhưng mà mình thờ ơ, mình để nó lướt qua. Xin gửi lời chúc và lời nhắn nhủ đến những cặp sau khi tham gia thì cứ thoải mái hết mình để mình trải nghiệm, đừng có lo lắng gì cả. Vì có vấp thì mình sẽ học ra được nhiều bài học mới. Chỉ 2 ngày thôi, trải qua 9-10 thử thách và hai cha con là có một cái sự gắn kết tình cảm rất là nhiều, cũng như là hai gia đình gắn bó rất là nhiều. Theo Trung nghĩ thì đây là một cái chương trình rất là có ích để cho hai cha con tới gần với nhau hơn và để cho các bé học hỏi và trải nghiệm cuộc sống hoặc là những cái gì mà hai cha con đã từng vượt qua cho con rút kinh nghiệm được nhiều hơn. Nếu mà không có chương trình như thế này thì sẽ không có cơ hội để mà Khánh Đơn, Khánh Trung có dành thời gian cho Đông Đông và Du Hy cả mấy ngày như vậy, và nhờ như vậy thì mình hiểu được con mình nhiều hơn. Chắc chắn là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Phần thưởng mà các con mang về sau chương trình là sự tự tin, trưởng thành, biết ơn cha mẹ và chia sẻ, yêu thương cuộc sống. Hãy cùng gặp lại các bạn nhỏ đáng yêu này. Đi buồn rồi, con kiếm được chưa? Nhanh tay vào đây với ba. Đi được rồi. Rớt, rớt rồi, rớt luôn rồi. Cái này không bỡ nè. Cái này không bỡ. Chị
quần ơi. Con kiếm được rồi. Ba, con kiếm được rồi. Cẩn thận nha, con cầm hai tay đàng hoàng, đừng để rớt nha. Dạ. Nè, hai kiếm được rồi. Rồi, rồi, mang về đây cho ba. Đừng chạy, đừng chạy. Đúng rồi. Ba bị bắt cóc hả ba? Ba bị bắt cóc hả? Ba bị một con thỏ màu xanh nó ác lắm, nó có răng nanh nó bắt ba đó. Sao ba bị bắt cóc rồi? Nhớ giải thoát ba nha, chị Quyền. Dạ. Con đang đi tìm cái câu đột phá bắt bớt nè. Ba, con đi tìm ba. Dạ. Ba có bình đẳng đi như ba. Ba có bình đẳng đi như ba. À, nó là một cái con mà nó hay nhảy trèo trên cây á. À, con biết rồi ba ơi. Nó có nhiều lông và nó thích ăn chuối. Con biết con đó là con gì không? Dạ, con biết. Con đó trong tiếng Anh á, là cái chữ đầu tiên của nó là chữ M đó con. À, hay gãi 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 á. À, đố con là con gì á? Con khỉ. Đúng rồi, con đi tìm nó đi. À, con chưa thấy cái con khỉ. Nó gần ở chỗ con á. Gần ở chỗ con. Con gì khác đi ba? Vậy bây giờ con có muốn đi tìm con khác không? Con muốn. Con này nó có bốn chân, nó kêu ụt ịt ụt ịt ụt ịt. Con phải là con heo không vậy ba? Đúng rồi, đúng rồi. Xì Chum trả lời ba nè, con thấy cái con ụt ịt đó chưa? Chưa, còn lâu mới thấy. Con đi tìm con một cái con ở trên cây đi. Con không thấy bố. Cây nó leo trèo là con gì? Bố. Con đi tìm bố ngủ ngay. Trên cây là con gì? Chỉ cho con đi. Bố ơi. Bố ở đâu rồi? Bố ơi. Bố trốn ở đâu sao không ngâm ơi? Bố ơi. Sao con khóc vậy? Ô, con tìm được một cái logo rồi nè. Hay quá, con tìm được một cái logo này nè. Con tìm thấy con gì đây? Lạc đà đúng không? Good. Mình tìm thêm mấy con nữa xong mình đi ăn kem ha. Đi tìm đi, con đi tìm riêng đi, bố đi tìm riêng nha. Bố đi tìm bên này xong bố gọi cho con nha. Yeah. Ok. Yeah, yeah. Không khóc, mình là con trai mà. Mình đội đỏ nha. Ok. Chú. Con nói với chú đi. Chú ơi chú tham gia chơi với con đi chú. Chú có đồng ý không? Đồng ý luôn. Rồi. Cô muốn tham gia chơi với con không? Con muốn người nào nè, con muốn người nào nè. Cô tham gia chơi với con không? Yeah, chúc mừng con. Chúng ta là một đội. Một, hai, ba. Con mở chân bò bố. Con thích đi thăm các con vật như vậy không? Con mắt, con mở chân bò. Con sợ té. Không té đâu, bố ôm con rồi đâu có té đâu. Bố ôm con rồi không có té đâu. Con ngồi sau nha. Nha. Không chịu, không chịu đâu. Con sẽ ôm cái bụng của bố. Không chịu. Ôm hai tay Bún ơi, ôm hai tay. Tôi con gái xong rồi. Quang ơi, bạn Kít đi một mình luôn. Ôi, bạn Kít giỏi quá, đi một mình kìa. Lát nữa con đi một mình. Lát nữa con đi một mình. Rồi, đi một mình luôn. Kít đi đâu vậy? Kít ơi. Hello, Kit. Ủa, sao đấm hân gò vậy vậy chú? Sao đấm hân gò? Hay quá, trời ơi, dám đi một mình luôn, giỏi quá. Giỏi.
Rồi, trả cho bạn Minh Đan nha, cho bạn Minh Đan ôm. Không. Cho. Thôi mà. Cho bạn mượn xíu thôi. Cho bạn mượn một xíu đi, bây giờ mình đi cởi ngựa nha. Đi, mình đi cởi ngựa. Rồi, kéo đi cởi. Em có chắc chơi với chị không? Có. Chơi quá em. Chết hả? Ok. Thôi, bye bye em đi, em sợ rồi. Chú đưa nó vô cái mẹ nha. Phải về với mẹ em chứ. Thì là mẹ em đợi em kìa. Con không khóc. Con có mẹ không? Con có mẹ không? Em cũng có mẹ mà. Sơn làm sao thuận tay nhé con nha. Thuận tay nhá. Xem bạn nào sơn vừa đẹp này, vừa kín tất cả các mặt gỗ này, và vừa hoàn thành trong sớm này, để được phiếu bé ngoan là được nhận huy chương nhá. Con có nhắm là mình sơn được cái cửa sổ này đẹp cho mẹ, cho bà không? Để hai mẹ trở về bên kia làm tiếp cái cửa chính cho bà nhé. Hai bạn cố lên. Sơn chưa đọc vô. Con nghĩ thấy khó quá. Hoa rồi lại thôi mà, đấy, thế thôi. Rồi. Đi tìm nước sôi, nước sôi. Ai đồng phòng không? Em đã ăn. Anh nãy giờ tìm hoài em thấy đâu. Ai đi tìm lại trước rồi đấy chứ. Giữ tinh thần được vậy là tốt đấy các bé. Mọi người xung quanh thì trộn rộn, các bé của chúng ta vẫn cứ ngơ ngác, trông cũng thương thật đấy. Ai ăn đậu phộng không à? 5.000 à? Ăn đậu phộng không con? Ăn đậu phộng không? Ai mua đậu phộng không? Đậu phộng, ai mua đậu phộng không? Vào đây một mình. Mà mẹ đi chợ rồi con. Nãy giờ đi tìm mẹ không thấy. Ơ? Thấy hại rồi nha. Mẹ nào? Mẹ đó. Ơ à, Lưu nhận ra mẹ hả? Phải không? Phải mẹ không? Đúng không? Sao con biết? Mình phải đi bán bong bóng á con biết không? Bây giờ mình phải bơm bong bóng mới bán được. À đúng rồi, giờ mình vẽ hình lên cái bong bóng nha. Không muốn vẽ mặt cười hay mặt khóc? Mặt cười. Yeah. Cái này được chưa? Được rồi. Trời ơi, to quá. À, để bắt cột lại đã. Rồi, được một cái. Phẫu bố đó, đúng rồi. Ok, mạnh lên. Mình được 2 bong bóng rồi. Bong bóng cũng làm hiệp sĩ bà Nguyễn Hải Phòng giật mình sao? Mặt buồn. Mặt cười mà. Thấy nó buồn thiệt. Thế hả? Chút nữa mình cho nó cười lên nha. Với Gia Khang, cười là phải hở 10 cái răng ba minh tâm ơi. Con cầm thêm một cái nữa đi. Dạ. Thả ra đây có gì cho con cầm. Sao? Hai vòng. Ok. Bây giờ ba làm xong rồi con chỉ việc giúp ba đi bán thôi nha. Một cái bong bóng là con bán cho ba, giúp ba là 10.000 nha. Mua giùm con cái này. Mua hả? Ba có tiền. Cái này phải có tiền lận đó nha. Thế hả? Bao nhiêu tiền? 10.000. 10.000 hả? Yeah. Con bán được cái đầu tiên. Yeah. Cô mua giùm con. Bất cần một chút,
mà bóng đã bay đi. Không, bóng bể mất rồi. Không sao, không sao. Bị bể hả? Không sao đâu, đừng có buồn, không sao cả. Cô ơi, cô muốn bóng bấm con. Cô muốn bấm màu gì? Lấy cái màu hồng đi. Màu hồng nha, rồi. Cô. Yeah, thành công rồi. Bán được một trái bóng. Yeah, cảm ơn cô. Ow, ow. Con muốn bơm thêm bong bóng không? Luôn. Yeah, đi kìa. Đi tìm thêm bong bóng nha. Con biết mình để bong bóng ở đâu không? Không biết. Đi chỉ cho chú Kiki. Đúng rồi. Xa lắm. Xa lắm hả? Siêu nhân có bay được không? Không. Hay là cần bố bé? Siêu nhân bay được mà. Chạy bay lên, bay 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 bay. Mẹ mình hơi thích màu này. Có thể là Jenny chọn theo cái màu của Jenny thích. Jenny có lẽ là thích màu hồng, màu trắng hoặc màu vàng. À, hên xui thôi. Sao rắc được lại ý. Ê, đừng có dứt ở cái chỗ này coi chừng nó bị nảy á. Chưa bao giờ mình được khỏe à. Cảm ơn bạn. Bị bẻ là nó ra thôi. Mẹ mình lựa chọn màu nào cũng được hết á. Vậy thì mình chọn màu vàng cho nó đẹp đi ha. Ừ. Đi. Con không bẻ được tại tay con. Coi con đau cái tay con cũng bẻ không được. Nó bẻ nó ra. Cảm ơn bạn. Hả? Dùm cái này rồi. Mà mẹ bạn có thích màu vàng hay không mới được chứ. Hết. Theo Huy nghĩ thì chắc có lẽ Cốc sẽ chọn màu đỏ và màu vàng. Bông nào có vàng vàng á được rồi. À, xuống dưới mình lấy màu cam luôn đi. À, đây nè, cái này đi. Ủa có bông xanh lá không? Không có bông xanh lá đâu, chỉ có trắng trắng hồng đỏ với lại vàng kem thôi. Màu đỏ đi. Dính sùm. Trời đi sao dính sùm. Đủ bài. Cha mẹ con hết nhất là mấy bông có màu. Ở nhà với mẹ con thường hay mặc đầm màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu vàng. Dạ, những bông hoa con hái là những bông hoa màu đỏ, màu hồng và màu trắng. Mẹ con thích những màu sáng sáng và đẹp lộng lẫy như mấy màu này. Cho nên mẹ nói với con rồi. Lên quá trời. Con tìm thấy cái lều chưa? Cái lều nào mà có số 2 với số 8 con tìm cho ba nha. Dạ. Yeah. Con chưa có thấy. Đừng tìm nha. Con biết cái lều không? Cái lều mà hồi nãy để cho người ta ngủ đó. Bây giờ con tìm cái số 2 với số 8 nha. Cái số nào chứ ghi số 2 với số 8. Số 2 với số 8. Chưa thấy. Số được chiếc cứng. Con tìm cái số đằng trước có số 2 á, cái lều á có số 2 với số 8. Chỉ cần quan sát kỹ thêm một chút thôi, Yuhi ơi. Túp lều đó đang ở rất gần. Con có thấy cái lều không? Con chui vô lều con sẽ thấy một cái vòng. Dạ con thấy một cái rồi. Đông Đông, con tìm được cái ốc chưa? Tìm được con ốc chưa? Không chưa. Ba cho con thấy con giúp bạn Đông Đông chút xíu. Rồi ok, con giúp bạn Đông Đông đi. Đông Đông ơi, con đi với bạn Du Hy nha. Đông Đông ơi, Đông Đông nghe ba không? Dạ ba ba. Ở đâu? Ở đằng trước là số 6, ở đằng sau số 9, hai số giống nhau á, nhưng mà lật lên lật xuống nhớ không? Số 6 với số 9 nha chưa? Dạ. Ủa. Hả? Này số 0. Ê Đông Đông ơi, Đông Đông ơi, gì, quá quá nè, trời, đây nè, trời, nè, wow, đeo lên cổ đi, tìm thấy cha Đông Đông rồi, đi đi nào vậy, Đông Đông, ốc đâu, ốc đâu, con tới đi, con kêu ba ba đi. Con tới kêu ba đi. Ba
rửa nè. Con tới đi. Hả? Rửa nè. Rửa trước mặt qua luôn. Trời ơi, trời ơi. Hả? Rửa đây. À. Oh no. Rửa đâu, rửa đâu? Được chưa? Ok không? Dạ. Ê trời đất. Đâu rồi? Đây nè. Đây. Bên đây. Ở đây. Bên tay không đi vào. Tới tới ông đi rồi, con kêu ba ba đi. Ba ba. À. Hả? Ốc hả? Đây, đây. Đâu? Đây. Đây, đây. Đâu? Đây. À. Rồi, rõ đâu? Đây. Rồi, đâu? Đây. Đâu? Đây. Đâu? Về đây đó. Bên tay nào? Tay, tay, tay không đi đâu. Ốc đâu? Ốc đâu? Đây. Ốc đâu? Ốc đâu? Ba cái khăn 100, ba cái khăn 100 đi chú ơi. Nào là nhiệm vụ quan trọng nhất. Biết ngay. Rồi. Dạ, rồi. Con. Chú có kẹo nè, con có ăn không? Con không ăn hả? Con ăn kẹo không? Ừ, không ăn luôn hả? Con không ăn. Thôi con sợ quá, đi ra chỗ khác nha. Sao con sợ chú? Đi, dạ đi qua đây đi. Nha. Yeah. Thôi kệ, ăn bịch kẹo cho chú cho vui. Nha. Sao? Không chịu hả? Dạ không. Dạ không, con rất bịch. Sao con không dám ăn? Tôi ăn sô-cô-la bị sâu răng. Biết ngay là cha à. Phát hiện ra cha nha cha. Có phải đây là bố của trò không? Phát hiện ra cha rồi. Rồi sao? Sao cười lên mà bạn nghĩ cho chắc chắn cũng thường hay cười ra giọng đó. Đôi mắt nhìn thấy quen nè. Cái tóc là rồi. Con tìm thấy cha rồi. Con không thấy cha đâu, con chỉ đứng ngang con cũng đâu thấy đâu. Cái lúc mà cha nói chuyện lên con mới thấy đúng không? Cái nhìn bạn thấy ngay mà bạn thấy mắt kiến giống cha. Kể trang bị hố mấy mắt kiến là giống cha. Cho con hỏi bố Hùng đang ở đâu vậy? À, bố Hùng con hả? Giờ chú không biết bố Hùng đang ở đâu, nhưng mà con đi vòng đây đi. Con đi chút con gặp ha. Dạ con chịu thua. Nè hả? À, quan sát kỹ Hùng nghe giọng nói giống cha mình nói rồi cùng nói. Rồi. Trời. Nhiều chuyện. Trời ơi, bạn không biết rồi, tự nhiên chỉ bạn luôn rồi. Ba đi rồi, con tìm được ba rồi nha. Bước sang năm 2017, hứa hẹn sự tham gia của rất nhiều gương mặt mới, các ông bố nổi tiếng trong rất nhiều lĩnh vực, nghệ thuật, thể thao, giải trí. Sẽ là chuyến hành trình dài ngày hơn, cùng sự quay trở lại của các ông bố được yêu thích nhất trong phiên bản cha con hợp sức kỳ nghỉ vui vẻ. Đặc biệt hơn, các bà mẹ xinh đẹp cũng sẽ quay trở lại trong phiên bản cha con hợp sức những bà mẹ đảm đang. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi và chờ đón những điều thú vị, mới mẻ của chương trình Cha Con Hợp Sức trong năm 2017 trên khung giờ quen thuộc 17:20 chiều thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.